nhanh chóng, kịp thời. Để anh chị có thể hình dung rõ hơn sự khác nhau giữa quy trình lập và gửi hồ sơ trên dịch vụ công truyền thống và trên MiSa, anh chị có thể theo dõi sơ đồ sau đây. Khi anh chị sử dụng trang dịch vụ công truyền thống, kế toán sẽ lập chứng từ trên phần mềm kế toán MiSa, sau đó thực hiện xuất khẩu file XML trên phần mềm kế toán MiSa. Tiếp theo, lên trang dịch vụ công của kho bạc nhà nước, tiến hành nhập khẩu file XML. Sau đó gửi hồ sơ cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng tiến hành ký duyệt, gửi hồ sơ cho thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và gửi hồ sơ cho kho bạc nhà nước. Sau khi kho bạc nhà nước phê duyệt thì kế toán có thể in chứng từ trên trang dịch vụ công của kho bạc nhà nước. Còn khi anh chị sử dụng phân hệ kho bạc điện tử của MISA, quy trình sẽ như sau. Kế toán thực hiện lập chứng từ và hồ sơ ngay trên phần mềm MISA, sau đó gửi hồ sơ cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng ký duyệt ngay trên phần mềm MISA, sau đó gửi hồ sơ cho thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt trên trang dịch vụ công của MISA, đường link dvc.misa.vn, sau đó gửi hồ sơ cho kho bạc nhà nước sau khi kho bạc nhận được phê duyệt, thì kế toán có thể in chứng từ phục hồi ngay trên phần mềm MISA. Như vậy, khi so sánh giữa việc gửi hồ sơ qua trang dịch vụ công truyền thống với kho bạc điện tử, anh chị có thể thấy công việc của kế toán đã giảm đi rất nhiều thao tác và có thể thực hiện toàn bộ công việc ngay trên phần mềm MISA, rất thuận tiện và nhanh chóng đúng không ạ? Hiện nay, các phần mềm đáp ứng tính năng kho bạc điện tử gồm có phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA MIMOSA 2022 sử dụng trên desktop phần mềm MISA MIMOSA online phần mềm kế toán xã phường MISA BAMBU NET 2020 sau khi nhận thấy kho bạc điện tử có rất nhiều lợi ích đơn vị chưa mở cổng kết nối muốn đăng ký mở cổng với kho bạc nhà nước cần thực hiện như thế nào hệ kho vị cần gửi phiếu đăng ký cho kho bạc nhà nước địa phương. Để tải mẫu phiếu đăng ký, anh chị có thể gõ trên thanh địa chỉ của trình duyệt là bit.ly suộc kho bạc điện tử. Hoặc anh chị có thể lấy mẫu đính kèm trong quyết định 935 quyết định kho bạc nhà nước ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022 ban hành quy định chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan tổ chức công trực tuyến của kho bạc nhà nước OSA tiếp tùy theo yêu cầu của kho bạc nhà nước địa phương mình nhé. Khi mở phần mềm kế toán, phần mềm có hiển thị thông báo có thể tích nút đăng ký ngay để tải mẫu phiếu đăng ký sau khi được kho bạc nhà nước mở cổng kết nối thành công kho bạc nhà nước sẽ gửi email thông báo tới đơn vị thông báo chấp thuận đăng ký kết nối ứng dụng với dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước và trên phần mềm thông báo được mở cổng kết nối thành công vậy sau khi được mở cổng kết nối thành công để sử dụng phân hệ kho bạc điện tử như thế nào Visa Mimosa 2022 công dvc.vsd. thành công là kế toán viên hoặc là kế toán trưởng hãy bắt đầu lập hồ sơ để giao dịch với kho bạc nếu chưa được mở cổng kết nối phần mềm thông báo thông tin kết nối không chính xác với phần mềm MISA, MIMOSA online tương tự anh chị cũng vào phân hệ kho bằng điện tử thông tin năng, thông tin báo kết nối không thành công thuộc phân hệ kho bằng điện tử nhấn kết nối DVC điền thông tin đăng nhập là thông tin anh chị dùng để đăng nhập trang dịch vụ công sau đó nhấn kết nối nếu đã được mở cổng kết nối phần mềm báo kết nối DVC thành công. Nếu chưa được mở cổng kết nối, phần mềm thông báo thông tin kết nối không chính xác. Như vậy, Visa đã vừa giới thiệu tới anh chị về lợi ích của kho bạc điện tử, cách đăng ký mở cổng kết nối và hướng dẫn kết nối trên phần mềm kế toán Visa với nhiều lợi ích nổi bật, cách đăng ký kết nối dễ dàng và sử dụng miễn phí. Con chăn chư gì sử dụng kho bạc điện tử ngay hôm nay nhé! dạ vâng ạ em xin được chào mừng uh, toàn thể tất cả các anh chị đã cùng tham gia vào buổi zoom sáng ngày hôm nay của misa uh, em cũng xin được chúc tất cả các anh chị sẽ có một ngày mới làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả uh, em bà thảo là nhân viên tại uh, trung tâm tư vấn của misa uh, và chị trang sẽ hỗ trợ các anh chị ở trong khung cửa sổ trò chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay uh, hiện tại uh, hôm nay cũng là ngày uh, cũng là thời điểm các anh chị uh, tháng 11 hoàn thiện uh, báo cáo thì mình sẽ uh, kiểm tra lại báo cáo đối chiếu mẫu 01A02A 11 tháng từ đầu năm đến uh, hết tháng 11 và mình sẽ thực hiện nộp báo cáo cho uh, kho bạc để mình đối chiếu với kho bạc cái số liệu uh, dự toán tại kho bạc uh, 11 tháng. Thì trong tuần này bên em cũng sẽ tổ chức các cái buổi zoom để hỗ trợ các anh chị việc mình sẽ thực hiện uh, chiếu các cái báo cáo ở trên phần mềm để số liệu chính xác để mình thực hiện nhà nước uh, qua hệ thống dịch vụ công của kho bạc nhà nước ạ. Uh, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ ở trên phần mềm MISA MIMOSA 22 uh, về cách kiểm tra cái báo cáo mẫu số 01A0EA khi anh chị thực hiện sai số liệu thì anh chị sẽ kiểm tra như thế nào để mình biết uh, khi mà cái dữ liệu thực tế của mình ở trên phần mềm đang chưa đúng với cái số liệu bên ngoài mình thực hiện đối chiếu với kho bạc thì các anh chị sẽ thực hiện kiểm tra để mình có thể uh, thao tác chủ động ở trên uh, dữ liệu của đơn vị mình với uh, thì em sẽ kiểm tra âm thanh một chút nhé. các anh chị nghe rõ âm thanh thì các anh chị có thể phản hồi trong cung cửa sổ chat là ok cho em đấy ạ Dạ vâng em cảm ơn tất cả các anh chị ạ, à, em đã thấy các anh chị đã uh, có trao đổi là nghe rõ âm thanh em đang trao đổi rồi à, Vậy thì uh, em uh, xin giới thiệu với các anh chị lịch tuần này một chút đã nhé, trước khi mình đi vào với nội dung trong buổi ngày hôm nay uh, Thì uh, trên phần mềm Mimosa 2022, em sẽ phóng to màn hình một chút trên phần mềm Mimosa 2022 hoặc là trên phần mềm Mimosa Online các anh chị sẽ có đều có cái mục uh, uh, liên quan tới phần tư vấn ở đây và mình sẽ tích vào mục đào tạo và giải đáp qua zoom miễn phí trên đây bên em sẽ có uh, đưa cái lịch hàng tuần để các anh chị có thể sắp xếp thời gian tham gia uh, cùng trao đổi và chia sẻ với bên em ở trong từng buổi zoom để mình có thể trao đổi những cái nội dung mà các anh chị đang vướng mắc cũng như về các cái chủ đề mà bên em có trao đổi ờ, những cái chủ đề này thì bên em sẽ lựa chọn uh, trao đổi với anh chị theo thời điểm ví dụ trong buổi ngày hôm nay thì uh, bên em sẽ trao đổi trên phần mềm Mimosa 2022 về báo cáo đối chiếu À, tiếp theo là thứ sáu thì bên em cũng sẽ trao đổi về báo cáo đối chiếu ở trên phần mềm Mimosa Online và thứ sáu là ngày mùng 1 tháng 12 nên bên em sẽ tổ chức thêm liên quan tới bộ uh, khu khung 1A 11 tháng lên cho uh, dịch vụ công của kho bạc. Uh, ngoài ra thì để nhận các cái lịch thông báo của bên em liên quan tới lịch đào tạo thì uh, các anh chị uh, có thể uh, tham gia cái nhóm zalo của bên em nhé nhóm zalo này thì uh, bên em sẽ uh, gửi lịch uh, thông báo đào tạo tới tất cả các anh chị uh, hàng ngày khi mà có lịch đào tạo qua zoom thứ hai nữa là tài liệu bên em cũng sẽ có gửi qua cái nhóm zalo này anh chị chưa tham gia nhóm này anh chị có thể tích tham gia nhóm để cùng uh, trao đổi và chia sẻ với bên em nhé Em sẽ đi vào với nội dung trong buổi ngày hôm nay sẽ kiểm tra mẫu số 01A và 02A ở trên phần mềm Mimosa 022 nhé. À, trước tiên đó là về mẫu số 01A, hay còn gọi có ký hiệu là ký hiệu là 01A, còn mẫu báo cáo đối chiếu là mẫu 20A. Uh, về nội dung và phương pháp lập các cái chỉ tiêu này thì em nhờ các anh chị sẽ uh, xem uh, trong tài liệu của em nhé Tại vì uh, cái này thì uh, mình sẽ tham khảo những cái thời điểm uh, trước của mình Khi mà mình xem các cái chỉ tiêu nó có ý nghĩa gì Đối với các anh chị mà muốn xem thêm vào cái nội dung Thì những cái này thì bên em cũng có đưa lên khi mà ở trong cái thông tư 18 cũng như là cái nghị định 11 có quy định ở đối với cái phương pháp lập cái báo cáo đối chiếu này, đây là các chị có thể tham khảo thêm giúp em. Tuy nhiên thì em sẽ trao đổi cụ thể hơn một chút về cái số liệu ở trên cái báo cáo một chút, ở trên cái báo cáo mẫu 01A liên quan à mẫu đối chiếu của mình ý mẫu 01A và 02A em có thể in trên phần mềm nhé thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách mình thực hiện in luôn. Tức là khi mà mình mình có thể in hai cách, một là mình vào kho bạc sau có cái mục báo cáo mẫu 01 1A hoặc là mẫu 02 A ở đây thì mình sẽ in đúng mẫu này nhé. Vì thứ nhất đối với mẫu 01 1A thì mình đang chọn cái thời gian theo cái kỳ báo cáo nào thì mình sẽ chọn tương ứng đối thời gian đấy. Ví dụ như em đang in từ 1 tháng 1 2023 đến 30 tháng 11 năm 2023, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa đó là cái tham số về mục lục ngân sách mục lục ngân sách ở đây là mình uh, uh, cái uh, từ ngữ chung cho nguồn trương khoản đấy ạ, thì anh chị có thể xem uh, cái để lên số liệu đầy đủ ở trên báo cáo đối chiếu của mình thì anh chị lưu ý đấy là cái mục lục ngân sách nguồn trương khoản cấp phát loại kinh phí này, chương trình mục tiêu dự án ấy thì uh, các anh chị sẽ uh, khi mà kiểm tra và in ấy thì thông thường mình sẽ tích vào mục tất cả này này để mình hoặc là mình nhìn thấy uh, tất cả các mục đều chữ tất cả chỉ riêng chương trình mục tiêu dự án là tổng hợp thì các anh chị uh, thì như vậy là được nhé sau đó anh chị tích đồng ý vào thì mình sẽ xem báo cáo vì đối với cái uh, báo cáo đối chiếu này thì uh, uh, mình sẽ lấy theo và số dư của tài khoản 008 số dư là số dư từ năm trước chuyển sang uh, phát sinh trong kỳ của tài khoản 008 thì ở đây các anh chị sẽ thấy là số liệu của mình sẽ có số liệu trên báo cáo đối chiếu là từ uh, số liệu sẽ được bắt đầu từ số cột số 1 đúng không ạ? Đến cột số 11. Đấy. Thế thì uh, từ dự toán này rồi dự toán uh, anh chị được giao đầu năm này và nếu như có điều chỉnh bổ sung hoặc là Hủy dự toán trong năm thì sẽ lên cột số 3 và cột số 4 Thì sẽ, uh, từ đó thì mình sẽ có dự toán uh, được sử dụng Sử dụng ở đây là bao gồm tất cả từ năm trước Và trong cái thời gian năm nay mình được giao Cũng như mình được điều chỉnh bổ sung thêm Đấy, thế còn cột số 6, số 7 là cái cột dự toán đã sử dụng Tức là trong năm nay mình đã sử dụng bao nhiêu tiền Mình rút từ kho bạc về bao nhiêu tiền Thì sẽ lên số liệu ở cột số 6, số 7 và tiếp theo là cột dự toán cam kết chi. Trong trường hợp đơn vị có dự toán cam kết chi thì mình sẽ có lên số liệu cột số 8 số 9. Dự toán giữ lại thì thường cuối năm mình mới có đúng không ạ? Những cái khoản tiết kiệm chi 10% của các đơn vị nếu như có thì sẽ thể hiện cột số 10 và cột số 11 đó là cột dự toán còn lại, tức là uh, cái dự toán mình còn dư ở kho bạc còn bao nhiêu tiền ở trên cái tài khoản kho bạc của mình ấy thì uh, khi mà mình in một cái báo cáo đối chiếu này của mình Ở trên phần mềm Mình sẽ uh, Khi các anh chị xem và anh chị kiểm tra ấy, Thì các anh chị sẽ kiểm tra như thế nào Báo cáo của mình đang không đúng Đúng không ạ? Thì uh, em thấy Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp Hiện nay thì các anh chị đã Tra cứu số dư hết rồi đúng không ạ? Có anh chị nào chưa biết cái app đấy không ạ? Cái app liên quan tới cái phần tra cứu số dư Tại kho bạc ấy Trên điện thoại ấy để các anh chị tra cứu các cái số dư, cái số dư đó chính là để mình xem mình đối chiếu với cái cột 11 là cột dự toán còn lại đấy ạ. Tức là trong phát sinh trong năm thì có thể là mình sẽ không 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 không, không tra cứu được là mình đã rút bao nhiêu tiền nhưng mà mình sẽ biết được là số dư còn lại là bao nhiêu thì tương ứng như vậy là mình sẽ đối chiếu được ở cái cột số 11 đúng không ạ? Các anh chị nào đã sử dụng cái app đấy chưa? Thì anh chị có thể chat số một trong khung cửa sổ chat cho em nhé. Và cái ký hiệu kho bạc điện tử ở trên điện thoại bây giờ các anh chị chắc là dùng smartphone hết rồi thì đã có cái app đấy để mình cứu nhé. Cái đấy thì em thấy là uh, uh, cũng khá là hay để các đơn vị có thể tra tự uh, tự tra cứu được, đúng không ạ? Thế là, uh, có anh chị chưa biết thì em giới thiệu một chút này anh chị uh, trên cái điện thoại của anh chị ấy thì anh chị có thể uh, uh, vào Google Play nếu như anh chị chọn uh, điện thoại của anh chị là uh, điện thoại Android với uh, iPhone đấy thì anh chị vào uh, App Store mình sẽ có gõ cái ký hiệu kho bạc điện tử ở đây thì sẽ ra cái biểu tượng này này thì đây chính là cái biểu tượng về cái uh, cái anh chị tải về đó anh chị đăng nhập tài khoản tài khoản đây thì em nhớ không nhầm nó chính là tài khoản dịch vụ công của anh chị thôi anh chị vào anh chị tra cứu ở đây anh chị có thể thấy uh, cũng có những cái thông tin uh, như thế này và anh chị sẽ tra cứu tra cứu thì sẽ căn cứ vào cái mã quan hệ ngân sách của đơn vị mình để uh, số tài khoản uh, mình đang sử dụng mình đang có tại kho bạc ấy, độ ba này chín uh, năm thì mình đều có thể uh, tra cứu được đúng không ạ đó thì đây là một cái app khá là hay để hỗ trợ cho việc các anh chị thực hiện đối chiếu báo cáo. Kể cả đối chiếu tiền gửi mình có thể sử dụng được nhé. Em giới thiệu thêm một chút. Đấy. Thế thì uh, cái vấn đề ở đây đó là khi mà các anh chị kiểm tra hoặc là các anh chị trao đổi với em ấy, bên em ấy, thì anh chị hay trao đổi đấy là số liệu ở cột số 11 của chị đang không đúng với kho bạc, số dư đang không đúng. Đúng không ạ? Uh, uh, số liệu của bên chị đang không đúng thì bên chị phải làm thế nào để kiểm tra được thì cái câu hỏi này thì bên em gặp được các anh chị trao đổi cũng khá là nhiều vì vậy thì mình sẽ chuyển sang tới với cái cách kiểm tra cụ thể các cái số liệu ở trên các cái báo cáo của mình như thế nào nhé thì như em vừa trao đổi lúc nãy về các cái chỉ tiêu cũng như cái cột số 11 ở đây anh chị có thể thấy ở cái ghi chú ở trên cái mẫu theo thông tư của mình thì có cái ghi chú là cột 11 thì sẽ bằng cột 5 trừ cột 7 trừ cột 9 đúng không ạ? Đấy. Thế thì cột 11 bằng cột 5 trừ cột 7 trừ cột 9 mình thực hiện tra cứu cái số dư tại kho bạc đến ngày 30 tháng 11 chẳng hạn thì cái số dự toán của mình mình phát hiện ra là có cái nguồn đang bị sai thì mình sẽ phải quay ngược trở lại các cái chỉ tiêu khác để mình thực hiện à cột 11 bằng cột 5 trừ cột 7 trừ cột 9 đúng không ạ? Thế thì khi mà cột 11 bị sai thì anh chị sẽ cần phải kiểm tra xem cái cột số 5 đó là cột dự toán được sử dụng ở trong năm, chính là những cái phần anh chị uh, được giao dự toán uh, xem đã chính xác chưa này. Uh, thứ hai dự toán đã sử dụng, tức là những cái phần anh chị rút từ kho bạc về xem số liệu của anh chị uh, như thế nào đúng không ạ? và phần thứ ba đó là về phần cam kết chi cam kết chi thì trong trường hợp đơn vị không có cam kết chi thì anh chị có thể bỏ qua nhưng nếu đơn vị nào có thực hiện cam kết chi và chi cho cam kết chi thì anh chị chắc chắn phải kiểm tra cái phần này để mình uh, uh, xem cái số liệu của mình đang gặp vấn đề ở đâu thì đó là cái nội dung khi mà mình thực hiện uh, kiểm tra uh, khi mà mình uh, in cái báo cáo ở trên phần mềm và phát hiện ra là số liệu của anh chị đang chưa đúng đúng không ạ Uh, nh tuy nhiên thì uh, trước khi mà thực hiện kiểm tra số liệu và chỉnh sửa số liệu cho phù hợp và đúng thì em cũng có lưu ý luôn với các anh chị đó là anh chị nên thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi mà mình thực hiện. Thì tránh trường hợp mình có sửa nhầm chẳng hạn hoặc là uh, tích nhầm vào đâu đấy thì uh, mình không kiểm tra được nữa thì mình có thể phục hồi lại file trước khi mà mình uh, chỉnh sửa thì anh chị uh, cách sao lưu thì anh chị có thể tích vào tệp và chọn mục sao lưu. Thì ở đây uh, mình uh, có thể để giữ nguyên và mình tích sao lưu hoặc là anh chị đặt thêm tên theo cái ngày mình sao lưu ấy. Đấy, sao anh chị tích sao lưu? Cái này để uh... tránh trường hợp mà mình có sửa nhầm thì mình có cái file để mình phục hồi lại được không ạ? Thì uh, tốt nhất là những lần các anh chị chỉnh sửa số liệu của mình thì anh chị nên sao lưu lại giúp em nhé. Để có gì mình còn có thể phục hồi lại được cái file cũ để mình thực hiện đối chiếu cho uh, cho tiện cho anh chị đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Sau khi tích sao lưu phần mềm báo sao lưu thành công thì anh chị tích OK nhé. Và sau đó thì mình sẽ kiểm tra uh, số liệu. Em sẽ chuyển sang đầu tiên đó là mình sẽ kiểm tra dự toán được sử dụng ở trong năm trong trường hợp mà uh, số liệu đúng. Đây ạ. Có anh chị nào trong buổi zoom sáng ngày hôm nay mà số liệu của số 5 của anh chị đang đang bị sai không ạ? Thì uh, anh chị có thể trao đổi số 2 trong khung cửa sổ chat để em sẽ hướng dẫn cụ thể một chút nhé Cái này thì anh chị trước tiên là để biết được là đúng hay sai thì uh, mình sẽ phải tra cứu đúng không ạ? Tra cứu và mình sẽ có cái phần đối chiếu theo từng nguồn của mình uh, Đối chiếu theo từng nguồn, ví dụ 9527 thì sẽ là nguồn 12 đúng không ạ? hai uh, 9523 là nguồn 13 hoặc là hai um, 9523 có thể ở nguồn 14 nữa. Vân vân thì cái đó tự tùy thuộc vào uh, thực tế của từng đơn vị có cái số dư nữa. Đây là nó cũng sẽ không có uh, có thể có đơn vị có có thể đơn vị bị sai đúng không ạ? Rồi chị uh, trường tiểu học và trung học cơ sở Trà Giang, cột số 11 của chị bị sai thì em đang hướng dẫn là cột 11 bị sai thì mình đấy ạ thì chị kiểm tra giúp em trước tiên là cột số 5, em sẽ hướng dẫn lần lượt từng cột. cột 5, cột 7 và cột 9 đúng thì cột 11 mới đúng được. Thì trước tiên là chị sai là chị xác định là sai ở nguồn nào này. Và cột số 5 của đơn vị mình là dự toán được được sử dụng là có bị sai hay không? Dự toán được sử dụng thì mình lại có hai phần, một là phần năm trước được chuyển sang và thứ hai là trong năm nay dự toán mình được giao trong năm nay. Thì uh, dự toán năm trước chuyển sang là cái số mà năm 2022, uh, 2022 cái anh chị chi chưa hết Thì uh, uh, mình được chuyển nguồn sang năm 2023 Đấy thế nếu anh chị có thì anh chị kiểm tra xem giúp em cột số 1 của mình đã lên số liệu đúng chưa đúng không ạ Còn nếu như cột số 1 đúng rồi Thì mà cột số 5 vẫn sai Thì lúc đó mình sẽ kiểm tra xem cái số liệu mình uh, được giao ở trong năm Cũng như được nhận bổ sung được điều chỉnh ở trong năm Xem số liệu của mình đã đúng hay chưa Chị à, em đang nhờ chị hướng dẫn cột số 5 ạ, à. em chưa nói đến các quý của chị nhá. Vấn đề ở đây là cột 11 của mình bị sai ở quý nào thì lúc đó mình sẽ phải qua ở cái quý đó mình xem số liệu giúp em nhé Còn cái việc cột 11 sai mà lại các quý của chị ok hết rồi thì em đang chưa rõ nhá. Em đang hướng dẫn về các cái nguyên tắc của mình ạ. À nguyên tắc để các anh chị kiểm tra ở trên cái số liệu trên báo cáo của mình. thì uh, cột số 1 của mình uh, là dự toán năm trước chuyển sang thì chắc là hẳn hồ hết là bây giờ các anh chị đã đúng hết rồi. Thế còn cột số 2, cột số 2 ở đây thì sẽ là cột dự Uh, phần nhận dự toán và các anh chị tích vào phần đầu năm thì các anh chị có thể kiểm tra ở trong phần nhận dự toán, chọn danh sách nhận dự toán ở đây. Ở đây mình sẽ có cái hình thức nhận là nhận đầu năm hoặc nhận bổ sung ở cái cột loại chứng từ ạ. Đây các anh chị nhìn ở cái cột cuối cùng ở trong cái phần giao diện uh, danh sách nhận dự toán ở đây, có cái mục loại chứng từ thì trong trường hợp mà số liệu lên ở cột số 2 ấy, thì cái ở đây sẽ của mình sẽ là nhận dự toán đầu năm đúng không ạ? Thế còn nếu 3 và cột số 4 Uh, lên cột số 3 và cộng vào cột số 4 thì nó sẽ là dự toán bổ sung ở đây thì uh, thì anh chị sẽ kiểm tra và mở lại lần lượt xem là cái số liệu ở cột số 2 của mình đã đúng chưa này giờ số 2 đúng rồi thì mình kiểm tra những cái phần nhận dự toán này uh, vì uh, có thể có trường hợp của anh chị đó là tháng 8 anh chị nhận dự toán nhưng mà anh chị lại tích nhầm sang cột đầu nào ra nó bị lẫn lộn số liệu giữa cột số 2 và cột số 3 thì lúc đó anh chị sẽ cần phải kiểm tra lại đặc biệt là cái phần nhận dự toán uh, thì uh, mình sẽ dễ bị nhầm đó là mình dễ bị nhầm nó là chứng từ của mình uh, mình lại để là dự toán nhận đầu năm thế là thành thử ra cái số liệu của mình nó nó đang bị lên sai. em giả sử uh, Em giả sử ví dụ như là cái chứng từ 100 triệu em nhận dự toán nguồn 14 chẳng hạn. Tận tháng 8 em mới nhận nhưng mà em lại tích nhập sang nhận dự toán đầu năm ấy. Thành thử ra là nó bị số liệu thì đó anh chị lưu ý anh chị bỏ ghi sửa anh chị uh, uh, tích vào bổ sung nhá. Sau đó anh chị thực hiện cắt. Thì như vậy mình sẽ Ngoài ra thì mình còn cái phần điều chỉnh cái dự toán nữa. Anh chị tích thêm vào cái phần điều chỉnh xem là cái phần uh, các cái bút toán về, về điều chỉnh từ nguồn này sang nguồn kia của anh chị đã đúng chưa. Phần điều chỉnh này thì em hướng dẫn một chút cái phần điều chỉnh, cái cột số điều chỉnh này này. Thì đối với cái nguồn nào mà điều chỉnh giảm thì anh chị sẽ ghi số âm. Cái nguồn nào mà điều chỉnh tăng lên thì anh chị ghi số dương. Giống như ở đây của em là em điều chỉnh như thế này thì em sẽ âm ở một nguồn và dương ở một nguồn đúng không ạ? Thì số liệu của em nó sẽ lên... thì khi mà số liệu của các anh chị ở cột uh, các cái cột 1 này, cột 2, cột 3 đúng thì cái cột 5 của anh chị sẽ đúng nhá. Cột 4 nó chỉ mang tính chất là lũy kế thôi. Nên là mình sẽ uh, kiểm tra cột số 1 là năm trước chuyển sang này, cột số 2 là được giao đầu năm này, cột số 3 là được bổ sung hoặc điều chỉnh này. Uh, và cột số 4 sẽ là cái cột lũy kế. Thì khi mà các cái cột uh, dự toán của anh chị được nhận đúng À, đúng rồi thì cái cột dự toán được sử dụng của anh chị trong năm sẽ đúng nhé Lúc đó trước tiên là mình sẽ à, kiểm tra ở cột số 5 của các anh chị ạ à? Các anh chị kiểm tra xem uh, cái phần số cột số 5 này của mình đã đúng chưa nhé Anh chị ở trường trung học cơ sở Trà Giang Trước tiên thì cột 11 của anh chị bị sai Thì anh chị kiểm tra xem cái số liệu ở cột số 5 của mình đã đúng chưa nhé em nhờ chị trung học cơ sở trà giang chị in số liệu ở tháng ở thời gian nào thì chị thì bây giờ chị chọn thì chị kiểm tra cái báo cáo đối chiếu của số năm ở cái thời gian đó xem số liệu đã đúng chưa nhé. Dạ. Nếu anh chị không có trao đổi gì thêm nữa thì em sẽ uh, chị chị cứ kiểm tra đi nhá, xong có gì phản hồi giúp em ạ. À? Tại vì uh, mình sẽ cần phải kiểm tra lần lượt như vậy nhé. Nguyên tắc của mình uh, để số liệu đúng thì mình sẽ phải kiểm tra lần lượt như vậy ạ. À. Tiếp theo là đến cột số 6. Cột số 7 thì là lũy kế Uh, hiện tại thì mình đang kiểm tra đối chiếu 11 tháng đúng không ạ Chính vì vậy mà cái cột số 7 sẽ luy kế từ đầu năm Đến ngày 30 tháng 11 Thì có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai Các anh chị còn chứng từ nữa Thì tạm thời em sẽ hướng dẫn cái cách đối chiếu của mình Sau đó thì um, các anh chị sẽ thực hiện Khi mà kết thúc cái 11 tháng này Để mình nhập đầy đủ số liệu lên trên phần mềm Đúng không ạ Thì uh, uh, Đối với cái cột số 7 và cột số 6 Thì cách lên số liệu sẽ giống nhau Chỉ khác cái thời gian lấy thôi Thì uh, cột số cái phần đã sử dụng này của mình thì bên em cũng có một số các cái một số các cái trường hợp các anh chị có thể sẽ bị sai ở cái phần uh, dự toán đã sử dụng này. Nguyên nhân một thì thường gặp đối với đơn vị đó là đơn vị trường học khi mà đơn vị có cấp bù học phí. Cấp bù học phí này các anh chị có thể chi từ nguồn 12 hoặc nguồn 15. Nhưng mà cái bút toán Uh, rút dự toán cấp bù của mình Chuyển sang tài khoản 3716 Thì lại không có phát sinh cái tài khoản 008 Nên là dẫn tới trường hợp là Các anh chị uh, bị thiếu cái chứng từ cấp bù học phí của mình Đấy ạ Thì bên em cũng đã có cái phần uh, Hướng dẫn để các anh chị sẽ uh, Xem ở cái nhiệm vụ cấp bù học phí này của mình nhé Đây ạ uh, Đương nhiên nhận dự toán thì các anh chị sẽ nhập rồi Nhưng mà đến cái bước rút dự toán về uh, Tài khoản 3716 ấy anh chị làm ở trong giúp dự toán tiền gửi anh chị nhập xong chứng từ này sau đó thì phần mềm sẽ hỏi là bạn có xin chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi không tích có thì ở đây đối với cái phần cấp bù học phí thì anh chị sẽ tài khoản có là tài khoản 531 và cái nguồn là nguồn học phí và hạch uh, toán đồng thời cái bù toán 008 thì mình giữ nguyên anh chị thấy là cái tài khoản 0082 à, 20 triệu đây anh chị giữ nguyên phần mềm Uh, sẽ hỏi đó là uh, bạn có sinh chứng từ đồng thời không thì chị tích thông tin hạch toán đồng thời không phù hợp khi mà mình cất chứng từ ấy anh chị tích vào nút không để phần mềm gi giữ cái tài khoản 008 này còn trong trường hợp mà các anh chị mở cái chứng từ cấp bù của mình ra mà thấy không có 008 ở dưới này Uh, thì anh chị sẽ bỏ ghi sửa anh chị sửa lại cái tài khoản có là năm một hai nguồn là nguồn không tự chủ sau cập nhật bút toán đồng thời xong thì sửa lại y nguyên cái bút toán là tài khoản năm ba một và nguồn học phí để phần mềm sẽ uh, thực hiện và anh chị sẽ làm y nguyên theo cái nghiệp vụ này đó là phần mềm cất chứng từ phần mềm lại hỏi thì anh chị sẽ tích vào nút không để giữ nguyên cái tài khoản 008 nhé để mình thực hiện đúng không ạ đó là cái nghiệp vụ liên quan tới phần Đó là liên quan tới phần một số đơn vị sẽ có cái nghiệp vụ cấp bù học phí và dẫn tới cái báo cáo mẫu 01A của anh chị bị sai thì thường cấp bù học phí là mình Uh, sẽ chi ở nguồn 12 hoặc nguồn không tự chủ nguồn 12 hoặc 15 lúc đó mình sẽ uh, kiểm tra như vậy còn trường hợp nữa đó là do các anh chị thực hiện lấy chứng từ Uh, lấy chứng từ ghi tăng từ uh, tài chứng từ ghi tăng tài sản cố định từ phần mềm quản lý tài sản về MISA để mình hạch toán uh, trường hợp này thì cũng thời điểm cuối năm các anh chị gặp cũng khá là nhiều khi mà các anh chị phát sinh tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách trong khi uh, uh, thực tế thì trên giấy rút và trên chứng từ sinh chuyển khoản anh chị đã hạch toán rồi nhưng mà mình uh, vẫn kết nối quản lý tài sản và mình vẫn lấy chứng từ ghi tăng thì thử ra cái chứng từ ghi tăng của mình bị lên hai lần cái tài khoản 008 thì ở đây các anh chị có thể thực hiện hai cách một đó là anh chị uh, quay trở lại cái chứng từ danh sách dự toán chuyển khoản danh sách chuyển khoản và anh chị uh, bỏ ghi cái chứng từ mà anh chị hạch toán uh, mua tài sản cố định đi nếu trong trường hợp mà các anh chị mua chung cả công cụ dụng cụ nữa, thì anh chị có thể xóa cái dòng liên quan tới tài sản cố định đi. Dây rút thì anh chị vẫn giữ nguyên nhé, mình chỉ xóa cái hạch toán ở trong cái phần danh sách chuyển khoản thôi để uh, uh, mình không bị lên hai lần cái tài khoản 008. Sau này uh, khi mà mình thực hiện thì uh, nó sẽ uh, số liệu của anh chị nó sẽ đúng. Rất nhiều anh chị khi mà in cái báo cáo mẫu 01A thì thấy dự toán còn lại lệch so với cái ở kho bạc đúng bằng cái phần mình mua tài sản. Trong khi trước đó đã đúng nhá nhưng mà sau khi lấy chứng từ uh, đi tăng tài sản cố định từ quản lý tài sản về thì anh chị lại gặp cái trường hợp đấy Đấy, chị trường trung học cơ sở Trà Giang thì chị kiểm tra tiếp giúp em uh, số 5 đúng rồi thì mình kiểm tra số 6, số 7 đi ạ. Em đang hướng dẫn đi ạ Cột số 6, số 7 thì có một số nguyên nhân thường gặp bị sai đó là chứng từ cấp bù học phí. Đơn vị chị không có chứng cấp bù học phí thì anh chị tạm thời bỏ qua đúng không ạ? Và chứng từ ghi tăng tài sản trong trường hợp đơn vị mình chưa có lấy tài sản từ phần mềm quản lý tài sản về thì chị cũng có thể bỏ qua. Tức là trong trường hợp cái này em đang hướng dẫn theo những cái trường hợp thường gặp. Thế nhưng mà anh chị không có các cái trường hợp này phát sinh trong năm nay của đơn vị mình thì anh chị có thể tạm thời bỏ qua thì chị tiếp tục kiểm tra cột số 6 số 7 giúp em nhé các anh chị uh, khác cũng như thế á phần cấp bù phí này và phần ghi tăng tài sản từ uh, phần mềm misa quản lý tài sản đấy Nếu như mà các anh chị đã kiểm tra xong Trường hợp mà các anh chị đã kiểm tra xong Hai cái nguyên nhân phía trên Nhưng mà anh chị không có phát sinh Hoặc là phát sinh uh, Những cái phía trên uh, Cái nghiệp vụ cấp bù học phí Cũng như là chứng từ Ghi uh, tăng tài sản anh chị hạch toán đúng rồi Không ảnh hưởng gì tới cái báo cáo của anh chị Thì anh chị sẽ kiểm tra tiếp nguyên nhân số 3 Nguyên nhân số 3 này thì uh, là do cái chứng từ của anh chị anh chị hạch toán sai mục lục ngân sách, đó là nguồn khoản tiểu mục uh, hoặc là sai số tiền, thiếu hoặc thừa chứng từ uh, so với thực tế của bên mình nên là dẫn tới cái trường hợp là đơn vị mình uh, bị sai cái dự toán còn lại. Uh, thì uh, ở trường hợp này thì em cũng chia làm hai trường hợp. Trường hợp 1 đó là anh chị sẽ uh, kiểm tra mẫu 02A xác định được tiểu mục sai còn trường hợp số 2 đó là đơn vị không xác định được uh, tiểu mục bị sai đối với cái trường hợp mà anh chị xác định được cái tiểu mục sai này thì các anh chị sẽ in cái báo cáo mẫu không ea để mình uh, check thử lại mình kiểm tra cái báo cáo của mình xem mình bị sai ở tiểu mục nào em giả sử như là anh chị phát hiện ra là thường anh chị hay bị sai ở nguồn nguồn 13 chẳng hạn số liệu của anh chị đang còn tận 2 tỷ 8 câu thì số liệu đang không đúng dự toán còn dự toán đã sử dụng của anh chị phải nhiều hơn Ví dụ em ví dụ là còn nhiều hơn cái số này nhưng mà do số liệu anh chị đang bị sai thì bản thân mình khi mà mình cái nhìn cái số tổng này đúng không ạ? Anh anh chị nhìn cái số tổng ở cái con số 7 chẳng ạ? 3.1 anh chị chưa thể xác định được là chi tiết nó bị sai ở đâu đúng không ạ? Anh chị chỉ biết là cái số đấy nó bị sai thôi so với kho bạc. Vậy thì làm thế nào ạ? Thì anh chị sẽ in cái mẫu 02A và mình sẽ uh, chọn đúng cái thời gian giống như cái mẫu 01A này, uh, chọn các tham số cũng tương tự như thế và anh chị sẽ tập trung nhìn vào cái nguồn 13 xem là cái tiểu mục của anh chị, tiểu mục nào đang bị sai để anh chị uh, kiểm tra tiếp. đấy ví dụ như mình tập trung vào nguồn 13 là 3 mốt đúng không ạ? Thì mình sẽ tập trung vào đây mình xem đối chiếu ra soát lại một lượt xem là cái báo cáo của anh chị đang bị sai ở tiểu mục nào đúng không ạ? Đấy, trước tiên là nếu như mà anh chị bị sai ở cái phần cột số 6, số 7 thì anh chị sẽ tập trung nhìn vào cái tiểu mục của mình. Thì một lát nữa em sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong trường hợp mà cái báo cáo của anh chị bị sai ở cái cột số 6, số 7 thì em sẽ hướng dẫn thêm khi mà trường hợp anh chị xác định được cái tiểu mục sai. Được không ạ? Thế còn em sẽ trao đổi thêm trong trường hợp đơn vị không xác định được cái tiểu mục sai thì mình làm sẽ làm thế nào? Trong trường hợp mà đơn vị không xác định được tiểu mục sai thì anh chị sẽ vào phần kho bạc, rút dự toán và lọc thời gian cần kiểm tra. Ví dụ như uh, hiện tại mình đang in trong uh, trong 11 tháng đúng không ạ? Thì anh chị sẽ vào phần uh, kho bạc này, rút dự toán này. Anh chị sẽ lọc cái thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Lọc thì mình sẽ tích vào cái nút nạp nhé. Uh, nút nạp sẽ có chức năng là sẽ lọc chứng từ. Cái này anh chị tích lọc này, uh, tích vào đây và tích vào theo ngày. Ờ, tùy chọn từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 tới ngày 30 tháng 11 năm 2023. Đấy. Sau đó anh chị sẽ tích đồng ý. Đấy thì mình sẽ lọc um, theo cái danh sách giấy rút đúng không ạ? Tiếp theo là mình sẽ uh, kiểm tra cái tất cả các chứng từ xem cái số tiền ở trên các cái chứng từ này đã đúng chưa. Ví dụ đây là 3 tỷ 2 đúng không ạ? Đấy. Thì ví dụ anh chị sẽ nhìn vào xem tổng số tiền là bao nhiêu. Sau đó xong thì anh chị sẽ sang mục nhập quỹ tiền mặt và mục chuyển khoản để mình kiểm tra xem là những cái chứng từ đó của mình đã khớp và cộng vào nó đã khớp với cái cái tổng tiền ở trên cái phần giấy rút chưa thì thông thường nếu như hai bên khớp nhau thì cái số liệu của anh chị nó sẽ đúng đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà giấy rút nhiều hơn ở bên phần chuyển khoản và bên nhập quỹ tiền mặt thì cái đó mình phải kiểm tra lại xem trừ đi xem cái số tiền tranh lệch của anh chị là bao nhiêu có đúng bằng một cái chứng từ nào không có thể là mình bị thiếu mình quên mình chưa sinh cái chứng từ đồng thời dẫn tới là số liệu của anh chị lên bị thiếu chẳng hạn hoặc là bị thừa đấy thì đó là cái cách mà các anh chị sẽ thường kiểm tra đây, ví dụ như là em em lọc ở đây số tổng số tiền là 3.279 đúng không ạ? Em sang uh, 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 báo cáo thì đối báo có đối chiếu khi rút thì sẽ lên ở uh, cái bút toán hạch toán để lên sẽ là nhập quỹ tiền mặt và chuyển khoản. Thì uh, lúc đó thì anh chị sẽ đối chiếu xem. Tuy nhiên là khi đối chiếu chuyển khoản và nhập quỹ tiền mặt thì anh chị cần phải lọc uh, cái chứng từ uh, cũng theo cái thời gian đấy nhưng mà phải là chứng từ đã ghi sổ nhá. Chứng từ đã ghi sổ ạ thì nó mới khớp được sau đó anh chị tích đồng ý Đấy, ví dụ đây là 3 tỷ 219 nhé. Anh chị tiếp tục nạp. Đến ngày 30 tháng 11. một. tích vào đã ghi sổ và tích đồng ý. Đấy, thì đây 30 triệu nữa. Đó, thì từ đó anh chị sẽ đối chiếu xem là cái phần rút tiền mặt của mình đang bị lệch hay là phần chuyển khoản của mình đang bị lệch. Số tiền mặt thì thường nó ít thì nó sẽ dễ hơn nhưng mà chuyển khoản thì lúc đó anh chị phải trừ cái số liệu ra tức là trừ tức là mình xem là cái giấy rút của mình trừ đi cái phần uh, tiền mặt này trừ đi phần chuyển khoản xem còn lệch bao nhiêu tiền và nó có đúng bằng một cái chứng từ nào không thì lúc đó mình sẽ xem lại đó là cái cách mình sẽ kiểm tra số liệu ở trên cột số 6, số 7 trong trường hợp anh chị đang chưa xác định được sai ở tiểu mục nào thì anh chị có thể dùng Uh, kiểm tra bằng cái cách như vậy để mình thực hiện thiếu xem bị thừa bị thiếu gì không thì chị ở trường trung học cơ sở Trà Giang nhá, chị có thể kiểm tra theo cái phần em hướng dẫn xem là cái số liệu của mình hiện tại nó đang uh, bị sai ở cái phần nào nhé từ đó mình sẽ có cái cách xử lý đúng không ạ <laughs> Nếu cột số 7 của chị chuẩn rồi ấy, thì mình còn cột số 8, số 9 nữa. Số 9 số 9 của chị là cam kết chi, đơn vị chị có cam kết chi không? Nếu như mà cột số mình còn một phần nữa đó là phần uh, cam kết chi. Thế trong trường hợp mà chị uh, số 7 đúng thì cột số 11 của chị sẽ đúng nhé không không phần mềm sẽ không uh, không trừ sai đâu ạ Tức là khi mà mình xác định được cột 5 đúng cột 7 đúng thì cột uh, 11 của chị sẽ đúng còn cái việc chị đối chiếu đấy thì chị phải xem lại cái kỳ đối chiếu giữa trên phần mềm của chị và giữa cái phần chị đối chiếu cái tài khoản tại kho bạc của chị xem có đúng kỳ không nhé Tại vì em đang in trong 11 tháng nhưng mà có thể trên uh, trên kho bạc chị lại đang in cái thời gian khác chẳng hạn nên dẫn tới uh, số liệu đối chiếu của chị nó bị lệch thời gian thì thành thử ra nó cũng sẽ bị lệch nhau số tiền nên là chỗ đấy chị kiểm tra lại giúp em nhé không thì chị phải trao đổi thêm với kho bạc uh, xin lại cái thực tế để mình kiểm tra còn nếu như mà mình đã kiểm tra đúng hết phần mềm phần mềm không phát hiện ra số liệu bị sai chị không chị chưa phát hiện ra thì lúc đó thì bên em cũng chưa có giải pháp nào trong trường hợp này của chị nhé đấy nên chị kiểm tra thêm giúp em và nó có thể trên app thì nó sẽ bị cập nhật thiếu Ví dụ chứng từ hôm qua đi nhưng mà nó chưa kịp cập nhật lên Chẳng hạn ví dụ như thế Cái đó thì mình sẽ phải xem thêm Nên là mình đối chiếu với kỳ Nhưng mà trước tiên là em mong muốn là anh chị nắm được cái cách mình kiểm tra đã nhé Đấy là như chị Lúc nãy chị phát hiện ra cột 11 bị sai Thì em có hướng dẫn là cột 5 Chị kiểm tra lại này, cột 7 chị kiểm tra này Đơn vị chị không có cam kết chi này đấy, Thế đó là cách chị kiểm tra và chị sẽ áp dụng uh, Cái phương pháp này Cái cách này, cái nguyên tắc này Theo Cái uh, các cái những cái lần mà có đối chiếu của chị mà bị sai ấy, chị cứ áp dụng như vậy giúp em thì chị sẽ tìm ra được cái uh, chứng từ hoặc là cái uh, tiểu mục của mình đang chưa đúng để mình sẽ kiểm tra lại chi tiết hơn, đúng không ạ? Đây Hôm nay có phần cam kết chi không ạ? Phần các cái phần cam kết chi này thì là những cái phần mà các anh chị thực hiện cam kết chi uh, từ 200 triệu trở lên ạ. nếu đơn vị có cam kết chi thì mình mới quan tâm còn nếu không thì mình có thể bỏ qua cái phần cam kết chi này phần cam kết chi này thì uh, thông thường anh chị bị sai ấy là do uh, anh chị đề nghị cam kết chi rồi nhưng mà đến lúc cái chứng từ chi cam kết chi của anh chị là anh chị lại không chọn đến cam kết chi đó nên là thường bị sai Bởi vì em giả sử như là uh, trong kỳ của em có cam kết chi là 300 triệu này em đã chi trong cam kết chi này rồi nhưng mà trên chứng từ cột số 9 nó không không, nó, nó nó vẫn còn giữ nguyên ấy, thành thử ra số liệu của mình bị sai thì lúc này thì anh chị sẽ phải uh, kiểm tra trong cái mục um, danh mục chứng từ rút dự toán mình kiểm tra xem cái chứng từ nào mình đang chuyển cam kết chi đây, ví dụ em có cái chi cho cam kết chi ở đây Uh, 300 trăm triệu rồi em đã chi rồi nhưng mà trên báo cáo thì vẫn ghi nhận và trên báo cáo vẫn ghi nhận uh, em chưa chi chẳng hạn thì lúc đó thì em sẽ mở cái chứng từ chi cam kết chi lên này sau đó em tích vào bút sửa nhé tích có thì anh chị sẽ uh, thực hiện nó uh, ngay phía dưới cái chữ số chữ. sẽ có số cam kết chi Sau này mình sẽ tích vào dấu ba chấm ở phần bên cạnh và mình sẽ chọn cái cam kết chi của mình ví dụ em có cái cam kết chi uh, ngày mùng 2 tháng 8 chẳng hạn đúng không ạ ba triệu đây thì em tích vào em tích đồng ý đây anh chị sẽ xóa một dòng đi đó, sau đó anh chị thực hiện cất. Cất xong thì mình sẽ cập nhật cái chứng từ chuyển khoản. Anh chị cập nhật chứng từ chuyển khoản xong đó thì anh chị sẽ tích mục cất. Thì như vậy à, xong cái phần của anh chị. Và anh chị sẽ in lại báo cáo để mình kiểm tra xem. Em xin lỗi một chút là nếu như mà mình chưa... Uh, chưa chi cho cam cái chi thì cột số 9 nó sẽ còn phát sinh còn nếu mình đã chi rồi thì cột số 9 số dư nó sẽ bằng không đây giống như trong trường hợp của em đây em đã chi cho cam cái chi thì số chưa sẽ bằng không thì đó là em trao đổi thêm đối với anh chị có cam cái chi nhá cột số 10 thực ra là nó sẽ uh, đến cái báo cáo uh, đến cái dự toán còn lại của anh chị nhưng mà trong trường hợp đơn vị mình có Cuối năm rồi mình có tiết kiệm chi 10% chẳng hạn Mình muốn lên dự toán giữ lại Thì anh chị sẽ vào kho bạc Ở uh, nghiệp vụ kho bạc dự toán giữ lại Và anh chị nhập cái số tiền mình được giữ lại vào nhé Như vậy là được Thì đó là liên quan tới uh, Số liệu về mẫu số 01A Thì anh chị xem là uh, Đơn vị mình có đang bị sai thì anh chị sẽ kiểm tra theo cái phần hướng dẫn của em nhé có anh chị nào có cái phần trao đổi gì thêm ở cái mẫu một a này không ạ đấy chị ở trường uh, tiểu học trung học cơ sở già giang này chị uh, phát hiện Chị này, thì chị kiểm tra xem có cái chứng từ nào của chị đúng bằng cái phần này không. Cấp tiểu học thì là hơn 2 triệu này, cấp um, trung học cơ sở là hơn 1 triệu 4 này. Đó là cái chứng từ nào của chị trong thời điểm hiện tại mà uh, chị chi cho những cái khoản này nhưng mà đang bị lệch cái số này không. Đó, thì đó là cái cách mà mình sẽ xem lại chứng từ của mình nhé. chị đã xác định được số chi tiết, cái số tiền tranh lệch rồi. Uh, có thêm câu hỏi của anh chị Samsung liên quan tới cái phần đối chiếu này. Nó sẽ liên quan tới cái phần đối chiếu này. Đó chính là đơn vị đã đăng ký trả tiền điện nước. Uh, Internet trên dịch vụ công rồi thì phần mềm mình hạch toán như thế nào cho khớp đúng không ạ? Thì về thực tế nhé, cái nghiệp vụ mà uh, ủy quyền thanh toán điện nước của anh chị ấy. Thực tế thì uh, trước đây là khi mà mình thực hiện cái quy trình trước đây của mình nhé. Quy trình trước đây khi chưa ủy quyền đó là anh chị sẽ lập giấy rút đúng không ạ lập giấy rút dự toán trên uh, mimosa sau đó anh chị xuất khẩu dvc xuất khẩu dịch vụ công và sau đó chuyển kho bạc duyệt kho bạc uh, thanh toán đúng không ạ uh, và đồng thời thì khi mà mình lập dự toán thì mình sẽ hạch toán luôn trên phần mềm rồi đúng không ạ hạch toán trên phần mềm nhưng mà bây giờ khi sau khi mà mình ủy quyền đúng không ạ sau khi ủy quyền sau khi ủy quyền thì mình ủy quyền xong thì hàng tháng kho bạc sẽ tự động trích tự động trích tiền tại kho bạc theo hóa đơn điện nước internet đúng không ạ vân vân vậy thì như vậy thì về bản chất bút toán hạch toán của mình sẽ không thay đổi gì cả chỉ có cái khác đó là mình không phải làm ừm giấy rút hàng tháng thôi Thế còn bản chất thì hạch toán sẽ giống nhau anh chị nhé Bản chất hạch toán giống nhau Tại vì thông tư 107 thì vẫn hướng dẫn về thanh toán điện nước như vậy mà đúng không ạ? Tiền kho bạc của mình vẫn trừ Thì đương nhiên là mình vẫn hạch toán bản chất hạch toán giống nhau Chỉ có cái khác là bây giờ đỡ mất công cho anh chị là hàng tháng mình phải lập giấy rút rồi chuyển cho kho bạc thì bây giờ kho bạc tự động trích luôn theo cái hóa đơn nhà cung cấp gửi trong cho cho kho bạc thì kho bạc tự động trích tiền tại kho bạc của mình luôn theo cái tài khoản mình đăng ký nên bản chất hạch toán giống nhau vậy thì đã hạch toán giống nhau rồi thì mình làm như nào ạ? thì mình uh, lập giấy rút trên phần mềm và sinh chứng từ hạch toán như bình thường thôi tức là anh chị nhân bản thì chứng từ từ những năm trước à, từ tháng trước sang thôi anh chị uh, anh chị thực hiện nhân bản Uh, sửa lại thông tin của tháng trước để làm cho tháng các tháng tiếp theo đấy thì như vậy thì số liệu của anh chị mới khớp được nhé còn anh chị chỉ để cho kho bạc tự trích mà anh chị không hạch toán thì số liệu của anh chị sẽ không đúng được ở trên mà có đối chiếu đúng không ạ anh chị lưu ý giúp em nhé việc kho bạc tự động trích hay không thì hạch toán nó cũng sẽ vẫn như thế nên là anh chị nào mà đang bị thiếu thì anh chị cũng sẽ kiểm tra lại xem là các cái chứng từ điện nước khi kho bạc họ gửi cho mình ý. Thì uh, mình đã hạch toán vào hết chưa nhá. Đấy, đấy cũng là một cái mà mình sẽ phải xem ở cái cột số 6, số 7 khi mà mình bị thiếu chứng từ ấy. Còn để in được các cái uh, báo cáo và mình lưu trữ lại để mình đối chiếu thì uh, anh chị sẽ tham khảo cái hướng dẫn này của em nhé em có hướng dẫn chi tiết để anh chị tra cứu được cái giấy báo nợ này để mình hạch toán ạ em có gửi trên phần mềm ở à, trên uh, khung của sổ trò chuyện luôn anh chị nhé uh, liên quan tới báo cáo đối chiếu thì uh, đối với cái uh, nghiệp vụ này thì anh chị cũng phát sinh ở trong năm nay khá là nhiều nên em trao đổi thêm để uh, cái báo cáo đối chiếu của anh chị nó sẽ lên số liệu đúng nhá số tiền trên giấy báo nợ là bao nhiêu anh chị phải nhập đúng vào nhá không là sẽ bị lệch số liệu với kho tự động trích mà nên là uh, trên hóa đơn bao nhiêu tiền trên cái giấy báo nợ bao nhiêu tiền là sẽ tự động trích cái số tiền đấy Rồi, nếu không anh chị trao đổi gì thêm ở phần này thì em sẽ chuyển sang uh, với mẫu tiếp theo, đó là mẫu 02A nhé. Mẫu 02A này thì uh, phương pháp lập thì anh chị cũng xem thêm giúp em này. Uh, cái mẫu này thì uh, mình sẽ có cái số liệu cũng sẽ lấy trên tài khoản 008. Cách in báo cáo thì uh, anh chị sẽ in uh, giống như các cái tham số lựa chọn ở trên cái mẫu uh, 01A thôi. Uh, thời gian này từ mùng 1 tháng 1 2023 tới 30 tháng 11 năm 2023. Uh, các cái thông tin về tham số nguồn trương khoản tất cả uh, cấp phát loại kinh phí tất cả chương trình mục tiêu dự án tổng hợp thì bằng cái cách nhanh nhất thì mình sẽ tích vào ô tất cả uh, mẫu tự chủ này uh, anh chị lưu ý cái mẫu tự chủ này không cần phải chức năng là uh, điều chỉnh cho cái uh, cái nguồn tự chủ nhé mà mẫu tự chủ này có chức năng là tự động bù trừ âm dương cái số dư tạm ứng tức là đơn vị uh, tạm ứng toán cho các từ mục khác ấy, thì uh, phần mềm có thể tự động điều, điều, điều chỉnh được sẽ không bị âm dương nữa, anh chị có thể tích vào để, để phần mềm tự động vô trừ anh chị tích đồng ý thì uh, trên cái báo cáo đối chiếu này của mình, anh chị sẽ thấy uh, sẽ, uh, báo cáo này thực ra về bản chất nó sẽ là chi tiết cho cái cột số 6 và cột số 7 ở trên uh, mẫu 01A đấy cô số 6 thì, uh, con số 6 trên mẫu số 01A thì sẽ tương ứng với cái phần phát sinh trong kỳ, phát sinh trong kỳ ở cột tổng cộng này. Còn cột số 7 thì sẽ là uh, số dư đến kỳ báo cáo, số tổng cho từng nguồn. Đấy, thì đó là cái cái sự tương quan giữa mẫu 01A và mẫu 02A. Của... Và trên cái mẫu 02A này của mình thì sẽ có cột, uh, có 3 cột chính, đó là cột tạm ứng, cột thuộc chi và cột tổng ở đây, đúng không ạ? Đấy, thế thì trong từng phần mình đều có phát sinh trong kỳ và số dư đến kỳ báo cáo. Nếu trong trường hợp mà các anh chị in từ đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 thì hai cái cột này nó sẽ giống nhau. Đúng không ạ? Đấy thì hai cái cột này thường nó sẽ sẽ giống nhau. Vậy uh, như em có trao đổi lúc nãy ấy, khi mà mình phát hiện ra cột số 6, số 7 của mình bị sai thì mình sẽ Uh, kiểm tra ở trên mẫu không ai e này xem, xem. Uh, số liệu của mình sẽ như thế nào thì uh, bên em cũng có đưa ra một số cái trường chủ... uh, số liệu của anh chị đang chưa được đúng thứ nhất đó là về cột tạm ứng cột tạm ứng thì uh, đơn vị sẽ có nghiệp vụ uh, có số liệu đó là tạm ứng trong kỳ lên âm dương các tiểu mục trong khi số tổng thì lên đúng uh, hoặc là cột tạm ứng uh, trong kỳ lên bị âm ở cột số 2 số dư đến kỳ báo cáo không âm và trường hợp số 2 nữa là cột số 2 số dư đến kỳ báo cáo bị âm hoặc là cột số 1 tạo ứng lên trong kỳ tức là sẽ có một số cái trường hợp sẽ Ở một số trường hợp thì cái cột tạm ứng sẽ bị sai còn trường hợp cột thực chi bị sai thứ nhất sẽ có trường hợp là tạm ứng Uh, xử lý mà xử lý đúng thì uh, thực chi sẽ lên đúng luôn hoặc là trường hợp là thực chi bản chất nó đã bị sai số liệu rồi thì em sẽ đi từng phần một để trao đổi thêm thứ nhất đó là cột tạm ứng ở trong kỳ lên âm dương các tiểu mục thì uh, uh, như lúc nãy em có chia sẻ với anh chị đó là về uh, trong kỳ mà đơn vị mình tạm ứng một tiểu mục mà mình thanh toán cho các tiểu mục khác ví dụ như uh, tạm ứng cho công tác hội nghị ở 6699 35 triệu Uh, và chi mua in tài liệu cũng như là thuê hội trường hết tổng 35 triệu nhưng mà trên báo cáo của mình um, in báo cáo thì mẫu 01A cột tạm ứng uh, bị âm ở hai tiểu mục thanh toán và dương ở cái tiểu mục thuốc tạm ứng của mình thì cái cách xử lý nhanh nhất đó chính là mình tích mẫu tự chủ như lúc này trao đổi với anh chị về chức năng của cái mẫu tự chủ này đó là tự động bù trừ âm dương số dư tạm ứng ở đây là mình bù trừ cái số mình rút ở 6699 sang các tiểu mục thanh toán đó là 6651 và năm uh, 6655. Đấy, đó là cái cách uh, thứ nhất khi mà mình thực hiện uh, phát hiện ra là cái cột của mình đang có vấn đề, đúng không ạ? Cái cột uh, cột một của mình bị âm dương. Tức là sẽ âm ở, ở cái tiểu mục hoàn ứng với kho bạc ấy, nhưng mà lại dương ở cái tiểu mục mình uh, rút tạm ứng ấy thì có rất nhiều cũng sẽ có một vài anh chị hiện nay ở kho bạc thì nó đang có những cái nghiệp vụ tạm ứng như vậy thì anh chị cũng sẽ có cái trường hợp bị âm dương như thế anh chị sẽ cần để kiểm tra lại để mình uh, uh, xử lý để nó sẽ không bị âm dương nữa đúng không ạ theo yêu cầu của kho bạc Đấy, sau khi anh chị thực hiện in báo cáo mà tích uh, mẫu tự chủ bị âm dương thì số liệu của anh chị sẽ không không còn bị âm dương nữa. Đây ví dụ như của em cũng thế này, em uh, bị âm ở 6157 này, xong bị âm, nói chung là bị âm ở cũng khá nhiều các cái tiểu mục ấy. Rút ở 7 uh, 7049 này, anh chị sẽ tích mộ. tích đồng ý. Đấy anh chị thực hiện uh, sẽ in ra thì phần mềm sẽ tự động bù trừ theo các cái tiểu mục nhưng đây là uh, phần mềm sẽ tự động bù trừ theo cái nguyên tắc của phần mềm. Thế còn trong trường hợp mà các anh chị thấy là điều chỉnh phần mềm tự điều chỉnh nhưng mà không đúng theo cái số thực tế mà anh chị điều chỉnh ấy, Thế anh chị có thể vào nghiệp vụ kho bạc điều chỉnh kinh phí ở đây và phần mềm sẽ uh, chỉ ra cho mình những cái chứng từ mình tạm ứng, những chứng từ mình thanh toán từ đó mình sẽ uh, bù trừ theo cái số liệu mong muốn của đơn vị mình. Thì lúc đó số liệu sẽ trên báo cáo sẽ chạy theo đúng cái số liệu thực tế mà đơn vị mình nhé. Đây anh chị tích thêm này. Trên cái chứng từ điều chỉnh này thì à, mình sẽ chỉ điều chỉnh được kinh phí thường xuyên hoặc kinh phí không thường xuyên trên một chứng từ thôi. Đây ví dụ em kinh phí thường xuyên chẳng hạn. Đây mình sẽ chọn từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 đúng không ạ? Sau đó anh chị tích lấy dữ liệu Thì ở đây mình sẽ có các cái phần điều chỉnh Ví dụ như ban đầu em điều chỉnh 7049 với 6157 chẳng hạn Đấy, Ví dụ như thế anh chị chọn nhập chứng từ trong cái khoảng thời gian anh chị cần điều Đấy, anh chị điều chỉnh thì anh chị sẽ điều chỉnh như thế nhé. Đó là ví dụ thêm trong trường hợp mà anh chị muốn tự điều chỉnh đúng không ạ? Thế tiếp theo cột số 2 trong kỳ uh, à cột số 1 tạm ứng lên âm nhưng cột số 2 không âm. Thì uh, cái này thì cũng thường xuyên gặp anh chị nhé Thường xuyên gặp trong trường hợp mà uh, anh chị in báo cáo theo quý á còn nếu như báo cáo 11 tháng thì hầu như sẽ không gặp. Tại vì báo cáo theo quý là uh, thường cái trường hợp này gặp trong trường hợp là đơn vị tạm ứng ở một quý, ví dụ anh chị tạm ứng ở quý 2, nhưng đến tận quý 3 anh chị mới uh, đủ hồ sơ để anh chị hoàn ứng với kho bạc chẳng hạn, thì nó sẽ gặp trường hợp này. Thế còn nếu như anh chị in từ đầu năm tới thời điểm hiện tại hoặc là in từ đầu năm tới ngày 30 tháng 11, thì nó sẽ hầu như sẽ không gặp cái tình trạng này. Chỉ trừ khi anh chị thanh toán cái tạm ứng của năm trước, thì... Ừ, cái cột số 1 nó sẽ âm nhưng cột số 2 nó sẽ không, không còn âm nữa. Nó, nó sẽ về bằng 0. À, tiếp theo là số dư tạm ứng lên kỳ báo cáo bị âm. Thì cái trường hợp này uh, hay gặp là số dư đầu năm thôi nên em không uh, trao đổi nữa. Uh, tiếp theo là cột số 1 tạm ứng lên trong kỳ bị sai. Tạm ứng lên trong kỳ bị sai thì... Uh, chắc chắn là cái quy trình đáp ứng của mình đang có vấn đề khi mà mình thực hiện rồi. Sau đó anh chị sẽ giả soát và kiểm tra các cái chứng từ uh, rút tạm ứng, chi tạm ứng và lập bằng kê. Uh, cái nội dung này thì trong buổi thứ hai uh, trên phần mềm Mimosa 2022 thì bên em cũng đã trao đổi rồi. Thế còn ngày hôm qua thì bên em trao đổi trên phần mềm Mimosa online thì uh, anh chị lưu ý là trường hợp đơn vị có phần tạm ứng thì anh chị cần phải check lại kỹ cái chỗ cái bút toán rút dự toán tạm ứng của mình chi tạm ứng rút dự toán thì sinh đồng thời tám à, lập bảng kê và thực hiện thanh toán tạm ứng thì uh, cũng sinh đồng thời 008, điều chỉnh Đấy ạ. thì anh chị tích vào mục kho bạc này chọn cái chỗ lập bảng kê này lập bảng kê này của anh chị rất hay bị nhầm à, là mình đã thanh toán rồi nhưng mà mình chưa tích thanh toán ấy thì lúc đó liệu tạm ứng của mình cũng đang bị sai để anh chị để ý cái cột đã thanh toán này cái nào mà đã tích vào rồi thì đã thanh toán rồi nhưng mà nếu trường hợp vẫn bị sai thì anh chị mở trực tiếp lên xem chứng từ đó có bị bỏ ghi hay không nhé chứng từ bị bỏ ghi sổ tức là đã thanh toán rồi nhưng mà cái chứng từ của mình đây ví dụ như uh, như thế này nhé chứng từ thực tế 5 triệu mình đã thanh toán ngày 27 tháng 11 rồi nhưng cái phần này của mình đang chưa tích vào đã thanh toán trên phần mềm thì phần mềm vẫn đang ghi nhận đây là số Đấy thì anh chị phải quay trở lại anh chị tích vào tab số 2 thanh toán và anh chị tích thanh toán. Trường hợp này gặp cũng khá nhiều khi mà các anh chị làm thủ tục thanh toán xong anh chị quên mất là trên phần mềm mình chưa tích thì có cái cách nhanh khi mà mình thực hiện như vậy. Đó là Kiểm tra xem có cái cột nào không Cái này bằng không thì cũng không ảnh hưởng gì Nhưng mà có những cái uh, Tổng số tiền nó có số tiền chẳng hạn Thì lúc đó mình chắc chắn mình phải kiểm tra chi tiết hơn Thì đó là về đó về cột số 1 cột tạm ứng ở trên mẫu số 0 02a Uh, đó là uh, phần uh, thực chi, phần thực chi này là số phát sinh trong kỳ của anh chị bị lên sai số liệu này, thì lúc đó anh chị sẽ cần phải xác định cái tiểu mục nào của mình bị sai, giải pháp của mình là xác định tiểu mục sai, uh, nguồn sai, nguồn sai, trước tiên mình xác định nguồn trước và sau đó xác định uh, tiểu mục sai, như chị ở trường trà giang ấy là chị xác định nguồn sai của chị là nguồn 12, hai, nguồn ba hay nguồn bốn hay nguồn mười này và xác định trên mẫu không ai của mình ờ, nếu như mà có sai thì mình xác định mình xác định được chứng từ sai rồi số tiền tranh lệch bao nhiêu rồi nhưng mà chi tiết hơn là mình sẽ phải xác định được cái tiểu mục sai của mình đấy xác định tiểu mục sai thì anh chị có thể vào phần tìm kiếm chứng từ để anh chị kiểm tra xem các cái chứng từ sau khi mà kiểm tra có tiểu mục sai rồi thì mình sẽ tìm kiếm chứng từ đúng không ạ cách tìm kiếm chứng từ thì chắc là anh chị đã biết cách tìm kiếm rồi anh chị tích vào mục tìm chứng từ ở đây này. Sau đó thì mình sẽ chọn khoảng thời gian ví dụ đến ngày 30 tháng 11 2023 chẳng hạn. Tích cập nhật nhé. xong nó tích chứng từ đã ghi sổ và tích tìm. Ở đây mình sẽ tích vào phần tìm và ví dụ như là em xác định là em sai nguồn 13 tiểu mục 6551 chẳng hạn. Thì em sau khi em tìm kiếm xong thì em sẽ lọc cái thông số mà em Ví dụ như em xác định được là nguồn 13 đúng không ạ? Thì mình có thể chọn tính chất 13 ở đây. Gõ hoặc là chọn ở đây ở Tiểu mục thì sẽ là Tiểu mục 6551 chẳng hạn Đấy thì sẽ ra toàn bộ các chứng từ anh chị hạch toán Ở nguồn 13 như thế này Mình kiểm tra xem uh, có cái chứng từ nào Của mình mà mình đang cảm thấy là Nó đang bị sai, mình có thể đối chiếu theo thêm ngày ấy. Tức là nhiều khi mà Mình bị lặp lại hai lần, mình không để ý ấy. Dẫn tới số liệu của mình bị sai chẳng hạn Tài khoản uh, trên báo cáo đôi, 008 thì trong trường hợp này sẽ là 08212 chẳng hạn ví dụ như thế để uh, chi thanh toán cô mỗi 5 triệu mà đây giảm trừ rất là nhiều này ví dụ như vậy em ví dụ là sẽ có những cái khoản của mình như thế thì đó là cái cái cách mà mình sẽ kiểm tra và mình lọc được không ạ trường hợp mà chị trà giang mà chị kiểm tra thấy trường chị trường trung học cơ sở trà giang mà chị kiểm tra thấy số liệu của chị đã đúng với thực tế rồi thì thực tế thì em cũng không có cách nào hướng dẫn cho chị ở trong cái trường hợp này tại vì uh, thực tế của chị và trên phần mềm của chị đã đúng rồi thì uh, cái này chị trao đổi thêm với kho bạc giúp em xem nhé hoặc là xem thêm là chị có cái chứng từ nộp phục hồi nào không phục hồi ở đây có nghĩa là chị chuyển khoản bị sai sau đó thì kho bạc trả lại tiền cho chị chẳng hạn thì lúc đó thì chị lại không có cái chứng từ uh, giấy rút mà chị lại phải đối chiếu với cái chứng từ uh, nhận được cái giấy báo nhận được cái lệnh có của kho bạc chẳng hạn đấy thì mình phải kiểm tra cả những phần đấy nữa chứ không phải kiểm tra riêng những cái giấy rút của mình được không ạ? Thì khi mà mình trả lại tiền hoặc là mình tài khoản của kho bạc của mình Ờ, tiền gửi kho bạc của mình có tiền chẳng hạn thì lúc đó là những cái lệnh có của mình đúng không ạ thế mình phải kiểm tra cả những cái chứng từ đó nữa để mình thực hiện thì đó là toàn bộ cái nội dung trong cái buổi sáng ngày hôm nay em chia sẻ sau khi các chị đã xác định được cái chứng từ mình bị sai rồi thì mình sẽ kiểm tra và mình có thể sửa lại theo cái chứng từ thực tế đúng của mình nhé ví dụ những chứng từ nộp phục hồi thì mình sẽ xem về những cái lệnh có của mình tại cái tài khoản dự toán của mình xem đã đúng chưa này đấy còn cái phần lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì lúc nãy em đã trao đổi rồi thì anh chị sẽ xem nhé Thì em tóm tắt lại một chút để trao đổi với anh chị, đối với một số anh chị vào sau nhé. Thứ nhất đó là khi anh chị kiểm tra số liệu ở trên mẫu không a ấy, anh chị phát hiện ra nguồn bị, nguồn bị sai này. Ví dụ anh chị ở bệnh viện phục hồi chức năng chẳng hạn, anh chị xác định là uh, nguồn 12 của anh chị bị sai. Thì khi nguồn 12, cột 11 của mình bị sai ấy, thì xác định thêm giúp em. Tại vì cái cột 11 này nó chỉ là kết quả của việc cột 5, tức là dự toán được sử dụng trừ đi uh, dự toán đã sử dụng trong năm và trừ đi cái phần cam kết chi nếu có. Nên là nếu như mà dự toán còn lại mình bị sai thì mình sẽ kiểm tra xem uh, dự toán được sử dụng của mình ở cột 5 đã đúng chưa, nguồn 12 đúng chưa, uh, cột 7 số dự toán đã sử dụng đúng chưa, đúng không ạ? Cam kết chi nếu có thì mình mới kiểm tra còn không thì mình có thể bỏ qua. Thì đó là cái cách mà mình kiểm tra đúng không ạ? Có một câu hỏi này thì của chị chị ở Nam Trà My phòng nội vụ thì em thấy um, cái phần này hiện tại thì mình đang chưa thống nhất được cái việc đối chiếu cái nguồn 14 đúng không ạ? Thứ nhất đó là nguồn 14 của mình được nhận dự toán ở 14 ở 9523 và 14 ở 9527 đúng không ạ? Tức là một cái là tự chủ, một cái là không tự chủ đúng không chị? chị ở Nam Trà My phòng nội vụ ấy thì chị đang gặp cái trường hợp đó là nguồn 14 của chị. Hôm trước thì em có, cũng có đã có chia sẻ ở những cái buổi zoom trước liên quan tới với cái nguồn 14 của mình mà nếu như có tính chất vừa tự chủ và không tự chủ thì anh chị có hai cách để mình thực hiện đúng không ạ? Cách một đó là trên phần mềm thì anh chị vẫn tách nhưng mà trên đối chiếu thì anh chị sẽ cộng gộp vào. Ờ, còn cách thứ hai nữa là ở, anh chị để một chung một nguồn là tính chất 14 Và trên chứng từ anh chị phải lưu ý là Cái nào thường xuyên, cái nào không thường xuyên Để anh chị chọn cho đúng đúng không ạ Nhưng mà như thế thì Về cả hai cách em hướng dẫn thì đều chung Đó là mình đối chiếu một nguồn 14 thôi Nhưng của đơn vị chị lại không không Chưa thống nhất được cái chỗ này có cộng vào nguồn 14 hay không Cái việc này thì chị cần phải Trao đổi thêm giúp em nhé Tại vì em cũng trao đổi luôn Hôm trước em cũng đã trao đổi uh, cái phần này rồi Đó là uh, thực tế là mình cũng muốn tách riêng hoặc là kể cả ngày trước khi mà mình đối chiếu giấy ấy, thì mình tách riêng không vấn đề gì cả nhưng mà bây giờ nhưng mà bây giờ khi mà mình thực hiện đối chiếu trên dịch vụ công ấy hầu như bây giờ tất cả đơn vị hầu như là đối chiếu trên dịch vụ công đúng không ạ thì khi mà mình vào danh sách này đối chiếu này đấy thì anh chị thêm mới đối chiếu đây em 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 vào luôn để chị có thể theo dõi này. Thì uh, khi mà mình vào thêm mới đối chiếu chẳng hạn. Thì ở đây ví dụ mình nhập mã nguồn 14 này, mã ngành kinh tế 098 này. Mã chương trình mục tiêu dự án này. Chẳng hạn như thế này sau đó thì chị thêm dòng Thì anh chị tiếp tục nếu như mà nhập như thế này ấy Ví dụ như thế này đi. 14 12 chẳng hạn. Ví dụ như này, anh chị không thể gõ được một cái số nào khác ngoài cái số 14 cơ. Tức là trên cái báo cáo của đối chiếu của kho bạc ấy thì mình sẽ chỉ thứ nhất là chỉ chỉ gõ được hai số là mã tính chất nguồn thôi. Thứ hai nữa là nếu như hai cái 14 thì cũng không thể lưu được. Sẽ báo bị trùng. Này em ví dụ để mô một chút nhá. Đấy thì thứ th thứ nhất là nó sẽ xảy ra hai trường hợp là nếu như mà mình tách riêng thì nó cũng sẽ không uh, không tách được. Thứ hai nữa là nếu như chị có thể tự gõ nhá. Uh, nhập đến số thứ ba là không nhập được. Tức là cái mã tính chất này chỉ có hai số thôi và em thấy thì đối chiếu chỉ các nguồn lòng 12 13 14 15 ờ uh, 29 thì phải. đấy 27 đấy, chỉ có những cái 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 mã nguồn tính chất này thì mới được đối chỗ đấy thì nếu như không được thì chị trao đổi thêm giúp em nhé thứ nhất là họ không cho vào một nguồn thì vậy thì mình đưa nếu như đưa vào nguồn 12 thì thì lúc đó mình lại phải cộng vào nguồn 12 tức là sẽ phải đối chiếu vào một cái nguồn nào khác nếu như mà không cộng rồi kiểu là như vậy nên là chị trao đổi thêm để mình có co... cho cái trường hợp này của mình nhé còn hiện tại thì um, nếu như mà không cộng gộp thì uh, em cũng chưa rõ là không cộng gộp vào nguồn 14 cả hai thế này thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì chị trao đổi và nhờ bên uh, kho bạc hướng dẫn thêm trong trường hợp này nhé. Chắc là sẽ có những kho bạc uh, cho phép cộng hết vào nguồn 14 để theo dõi vì bản chất là cải cách tiền lương còn nếu không ấy thì tính chất là không tự chủ thì lại phải cộng vào nguồn 12, tính chất tự chủ phải cộng vào 13 đúng không ạ? Còn đối chiếu riêng nguồn 14 thì Đấy, tức là mình sẽ làm rõ hơn giúp em nhé Thì bên em sẽ có những cái phần trao đổi thêm với chị đúng không ạ? Thì chị ở Uh, Nam trà My phòng nội vụ sẽ uh, hỏi thêm giúp em nhé, để mình uh, sẽ thực hiện. Uh, phòng tài chính thì chị nộp bản giấy đúng không ạ? Phòng tài chính nếu như chị nộp bản giấy thì chị uh, uh, chị tự công số liệu vào rồi chị uh, chị thực hiện đúng không ạ? tức là bây giờ chị đang gặp vấn đề gì ạ chị không gặp vấn đề về việc gửi báo cáo trên dịch vụ công mà chị đang gặp vấn đề là gửi cho phòng tài chính đúng không ạ thì hai bên hai bên đơn vị của chị chị đều nộp báo cáo nhưng mà hai bên có yêu cầu khác nhau thì chắc chắn trên phần mềm mình sẽ phải sửa lại theo yêu cầu của từng bên rồi đúng không ạ nên là không thể nào mà trên phần mềm mình đều có thể thỏa mãn được hai cái điều kiện đấy phòng tài chính thì uh, em không biết là có nộp trên cái phần mềm nào không nhưng mà nếu như không thì uh, uh, họ mình mình báo với họ để họ tự nhập thôi ạ. À. Thế em chưa rõ là chị uh, chị chị thế chị đang gặp vấn đề gì ạ? À? Em em xin lỗi một chút nhưng mà hiện tại trong cái buổi hôm nay thì em hướng dẫn trên để các chị nộp báo cáo cho kho bạc nhé. Còn phòng tài chính thì uh, mình sẽ nếu như họ tự nhập thì mình chuyển số liệu cho họ họ tự nhập thôi đúng không ạ Uh, anh chị ở bệnh viện phục hồi chức năng nhá Trong trường hợp mà anh chị đang bị thiếu cái chứng từ của tháng 9 Anh chị xác định được cái chứng từ đó rồi Thì anh chị mở cái chứng từ đó ra giúp em Đúng không ạ? Tức là anh chị đã xác định được là trên báo cáo của anh chị đang bị thiếu Chưa, không đối chiếu đối Trên cái đối chiếu của anh chị bị thiếu cái chứng từ của tháng 9 chẳng hạn Đúng không ạ? Uh, chứng từ đó là chuyển khoản hay là tiền gửi Thì anh chị sẽ... Ờ, tích vào cái cái danh sách ví dụ đấy chứng từ chuyển khoản nhà anh chị tích trong danh sách chuyển khoản anh chị mở lên xem chứng từ đấy có được ghi sổ ấy chưa đúng không ạ? Thế tức là mình thiếu hay mình thừa tức là cái cột mình đang nói là thừa uh, đối chiếu cột số 6 hay cột số 7 hay là cột 11 của mình. Tóm lại ở trên phần mềm của anh chị với số liệu thực tế của mình đang như thế nào? Trên phần mềm đang nhiều hơn hay ít hơn ở trên cột 11? đây ạ uh, anh chị ở bệnh viện Google hồi chức năng định được hoặc là cái này nhá mình số tiền có thể là bằng nhau nhưng anh chị có thể ở nhiều chứng từ khác nhau nên có thể không phải ở chứng từ tháng 9 mà lại sẽ là một chứng từ uh, khác của một cái tháng khác cột 11 của anh chị cột 11 của anh chị trên phần mềm đang nhiều hơn so với kho bạc tôi có nghĩa là chứng từ rút uh, chứng từ uh, uh, rút chuyển khoản của anh chị trên phần mềm đang hạch toán ít hơn số thực tế đúng không ạ anh chị phát hiện ra được uh, uh, tranh lệch bao nhiêu tiền đúng không ạ tranh lệch bao nhiêu tiền nếu chứng từ của anh chị đã ghi sổ rồi anh chị có thể anh chị uh, xác định được chứng từ đó vào chứng từ bỏ ghi thử ghi sổ lại chứng từ đó xem in lại xem có lên được báo cáo không ạ anh chị thử mở cái chứng từ đấy lên lưu ý là anh chị mở chứng từ không phải mở giấy cái chứng từ mà có hạch toán ấy anh chị mở cái chứng từ có hạch toán ấy vì trên giấy rút nó không có cái phần hạch toán nên là cái việc mà mình mở cái giấy rút đây nó không uh, không cái báo cáo của mình mở chứng từ hạch toán lên xem à, nếu như đúng rồi thì mình thích bỏ ghi ghi sổ cắt lại giúp em và lưu ý là phía uh, hạch toán đồng thời phải có 008 nhé đúng không ạ dạ à, vâng chị ở Nam Trà My phòng nội vụ nhé Thế bây giờ vấn đề của chị ấy là chị mong muốn là phần mềm theo dõi um, hai nguồn 14 hay là như thế nào chị nhỉ? Tại vì đầu ra khi mà em hướng dẫn ấy, thì đầu ra mình nộp báo cáo cho kho bạc. Thế bây giờ chị muốn là nộp bản giấy được cho phòng tài chính theo đúng yêu cầu của phòng tài chính ạ hay như thế nào chị? Hôm trước em đã hướng dẫn đơn vị uh, các đơn vị Ê, không biết là hôm đấy chị có tham gia không nhưng mà uh, khi theo dõi nguồn 14 ấy. Nếu như mà mình có hai nguồn thì đây là cách theo dõi trên phần mềm nhá. Thì anh chị uh, làm hai bước, một là vào danh mục này. Mục lục ngân sách này. Tính chất nguồn. Chỉ tạo. Tạo hai tính chất một là uh, 14.12 đúng không ạ? Và một là 14.13. 14 của chị là muốn là 14.12 và 14.13 đúng không ạ? Một cái 14 tự chủ, một cái không tự chủ đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ tạo hai tính chất như thế này. Và đồng thời thì mình cũng sẽ tạo hai cái nguồn như vậy. tạo hai nguồn tương ứng là nguồn 14.12 và nguồn 14.13. Và như vậy trên chứng từ và trên báo cáo của chị nó sẽ tách riêng được hai nguồn không phân biệt với nhau. Nhưng mà nhưng mà như em trao đổi rồi đấy nếu như mà mình xuất khẩu đối chiếu chuyển dịch vụ công ấy thì mình chắc chắn mình không đối chiếu được hai cái nguồn này đâu vì trên dịch vụ công chỉ hỗ trợ việc là tính chất nguồn có hai số thôi Cái này chỉ để theo dõi được trên phần mềm thôi chị nhé đây em ví dụ này ờ, chị vào danh mục này mục lục ngân sách tính chất nguồn ở đây nhé thì có thể là chị đã có tính chất 14 rồi Thì mình mở cái tính chất đấy lên Nếu như đây là tính chất thường xuyên Và trước nay chị đang hạch toán là thường xuyên ấy, Thì chị gõ thêm cái 14.13 Đây là nguồn Ví dụ mình gõ tên rõ là 14.13 chẳng hạn Sau đó mình tích cất, mình Sẽ thêm một cái nữa Đó là 14.12 đúng không ạ Đây sẽ là nguồn 14.12 và tích vào không thường xuyên giúp em nhé. Sau đó anh chị chị tích cất. Đấy, thế thì mình có hai tính chất này rồi thì mình đồng thời mình sẽ vào danh mục mục lục ngân sách nguồn kinh phí ở đây. Mình sẽ tích uh, vào ở đây mình sẽ sửa lại thành đây là nguồn 14.13 này. thì để, để mình phân biệt thì mình sẽ 14.13 ở đây. Sau đó chị cất và tiếp tục chị sẽ thêm ở đây và chị sẽ chọn ở đây là 14.12 này. Tiếp tục uh, tiếp tục nhập vào cũng là nguồn ngân sách huyện tức tóm lại là nó cũng không khác gì cả chỉ có cái là chị tạo thêm hai cái nguồn vào thôi. Đấy thì trên cái danh mục nguồn của chị sẽ đồng thời sẽ có 14.12 và 14.13. Và khi chị in báo cáo thì trên đối chiếu của phần mềm của mình sẽ tự tách ra, đúng không ạ? Trên đối chiếu của mình sẽ tự động tách ra hai cái nguồn này. bản chất của mình chỉ là như thế thôi nếu như mình có phát sinh 14 12 cũng sẽ tách ra được nhưng thế là um, đấy là trên phần mềm nên là em đang muốn nộp được báo cáo dịch vụ công thì em mới hướng dẫn đấy là mình chỉ có hai cách một là tách riêng trên phần mềm nhưng mà đến lúc sau khi mình đối chiếu ấy thì mình phải hỏi xem và mình đối chiếu chung trong nguồn 14 thì lúc đó mình phải tự cộng số liệu vào đúng không ạ phần mềm theo dõi trên phần mềm chị nhé còn sau này báo cáo thì nó sẽ khác hơn một chút lúc đó mình sẽ xử lý tiếp ạ được không ạ Uh, anh chị ở Trần Thanh Thủy Anh chị đang gặp cái trường hợp đó là Mình có uh, sửa uh, Mua sắm sửa chữa đúng không ạ Thì mình có những cái hồ sơ uh, Liên quan tới Cái tư vấn đầu tư đúng không ạ Đầu tư hồ sơ dự toán các thứ của mình đúng không ạ Những cái chi phí này anh chị sẽ đưa vào Xây dựng cơ bản đúng không ạ Anh chị đang hạch toán là uh, Nợ 241 Đây em ví dụ nhé anh chị đang có bút toán nợ 241 này, nợ 2413. Thì em chưa rõ chắc là anh chị nâng cấp sửa chữa nhưng mà có tạo thêm tiết khoản đúng không ạ? ở đây là nợ 2413 và có cho 3664 đúng không ạ? Có cho 3664, 3664. Số tiền đúng không ạ? Cái này nguồn của chị anh chị là nguồn gì ạ? Ví dụ em ví dụ nguồn không thường xuyên nhá. số tiền anh chị nhập tiểu mục này thì để ý cái chỗ này thực mình sẽ chọn nghiệp vụ nhé cập nhật đồng thời đây ờ, kể cả anh chị ở bệnh viện phục hồi chức năng chẳng hạn anh chị cũng sẽ khi mà uh, thực hiện cái bút toán nợ 2413 có cho 366 này uh, cập nhật vào nhưng mà hiện tại đang không cập nhật được đồng thời nhé anh chị Trần Thanh Thủy với anh chị bệnh viện phục hồi chức năng này anh chị có thể uh, thiết lập quy tắc đồng thời bằng cách phần mềm sẽ có thông báo là thiết lập hạch toán đồng thời ở đây mình có thể tích vào để thiết lập đấy thiết lập ở đây thì mình sẽ thiết lập ở phần thực chi ạ anh chị sẽ mở cái phần thực chi lên của mình nhé đây mình sẽ có phần thực chi thì mình xem là uh, cái phần thực chi của mình là thực chi thường xuyên hay không thường xuyên uh, thứ nhất đấy là mình phải kiểm tra xem là cái dự toán này của mình ở 008 hay 009 ạ Hai anh chị xem là mình ở uh, dự toán để chi cho cái khoản này ở 008 hay 009 ạ. Nếu 009 là mình phải tự mình mình phải thêm dòng, còn nếu 008 thì mình có thể làm chung. Dạ, uh, ví dụ anh chị ở bệnh viện phục hồi chức năng là 008 thì anh chị sẽ kiểm tra nhé. xem là cái nguồn của mình là thường xuyên hay không thường xuyên ạ. À. Nếu không thường xuyên thì mình tích vào cái dòng không thường xuyên này. Và có cái tài khoản nợ tài khoản có ở đây. Thì trước tiên là mình sẽ tích vào phần tài khoản nợ cái chỗ mũi tên đi xuống ấy. Đấy, mình tích vào thì mình sẽ tìm đến hoặc là mình tích vào cái hình hình ống nhòm này mình tìm đến tài khoản hai một hai một bốn chẳng hạn hai bốn một ví dụ đây là hai bốn một ba này là của anh chị Trần Thanh Thủy này thế còn anh chị Bệnh viện Phục hồi chức năng xem là um, cái phần này của anh chị thì anh chị có phải là hạch toán vào hai bốn một không hay là anh chị hạch toán vào cái tài khoản nào Đấy, ví dụ 241 mình tích xong rồi này tiếp tục mình lại đến tài khoản có, tài khoản có ở đây thì mình sẽ thiết lập đến 3664, ở đây thì chỉ mới có 3661, đơn vị chưa có 364 thì mình tích vào 364 nhé, đấy anh chị tích vào 364 sau đó anh chị tích đồng ý và tích cất, cất xong thì mình tích đồng ý thì phần mềm sẽ cập nhật được đồng thời phía dưới đúng không ạ? Tại vì cái 3664 này, hạch toán này thường thì mình sẽ hạch toán ở nguồn 009 và cái đó mình tự thiết lập nhưng mà đơn vị mình lại toán 008 ấy, nên là nó chưa được thiết lập vào thì mình tích vào, mình tích lập và tích cất. Mình tự động hạch sinh được đồng thời. Được không ạ? Đúng rồi, của anh chị chắc cũng hạch toán vào 241 tại vì 211 thì chắc chắn sinh được đồng thời. 241 của mình mà hạch toán vào 366 hoặc là Uh, 3664 ý, thì lúc đó mình sẽ sửa lại theo cái lúc nãy của em nhé. Thế là xong. Đúng không ạ? Nếu sẽ sinh được đồng đời 008 thì cái báo cáo của anh chị mới lên đúng được. đây em hướng dẫn lại một chút nhé đây em hướng dẫn lại này đợi em một tí đây ạ thì uh, em mở chứng từ lên nhé Đây, khi mà chị cất này, anh chị cất này, phần mềm báo là không sinh được đồng thời đúng không ạ? Hoặc là tích cập nhật đồng thời nhưng không sinh được đồng thời. Thì phần mềm uh, sẽ ra thông báo này thì mình tích vào cái chữ thiết là phạch toán đồng thời nhé. Đây ạ. Thì trước tiên là mình phải xác định xem là cái nguồn dự toán của mình là dự toán uh, chi thường xuyên hay là dự toán chi đầu tư đúng không ạ? Chi, chi xây dựng. Đấy. Nếu như mà chi chi đầu tư thì lúc đó mình phải thêm dòng để mình có gây sinh đồng thời có không tám phía dưới còn nếu như mà là dự toán 008 thì mình sẽ tìm đến cái dòng của cái nguồn kinh phí của mình, dụ nghiệp vụ của mình nghiệp vụ thực chi này, ờ, tính chất nguồn là không thường xuyên này thì mình sẽ chọn đến cái dòng đó và cái tài khoản nợ này, tài khoản nợ này thì phần mềm đang thiết lập sẵn có tài khoản 241 rồi thì mình có thể kiểm tra lại xem là đã tích vào tài khoản 241 chưa nhé. ở đây thì em kiểm tra là mặc định phần mềm đã tích vào xây dựng cơ bản 241 rồi. nếu như, như mình đóng lại mình chỉ kiểm tra lại thôi. thứ hai nữa là tài khoản có tài khoản có ở đây thì mình tích vào và mình sẽ tìm đến tài khoản 3664 đúng không ạ? Có thể anh chị đã nhập cái tài khoản 3664. Khi mình hạch toán mình hạch toán 3664 ấy. Đây 3664. 366 đi. Thì đây 3664 ở đây ạ. Đấy, thế thì do là Long bị bỏ tích nên là phần mềm đang chưa có cái hạch toán đồng thời cho cái bút toán của mình. Thế anh chị tích vào đây. Sau đó thì anh chị tích đồng ý. Đấy, thế thì đồng thời có 08 phía dưới rồi Thì anh chị tích cất thôi Và lúc đó thì anh chị tích cập nhật đồng thời Thì sẽ ra cái cập nhật đồng thời này Sau đó mình cất Thì như vậy là từ lần sau Sẽ sẽ lên được cái báo cáo khi mà mình hạch toán cái phần này Đúng không ạ? À, vâng anh chị thao tác tiếp nhé Dạ, còn anh chị nào có vướng mắc gì trong nội dung sáng ngày hôm nay không ạ? Chị Trần Thanh Thủy cũng thao tác như thế giúp em nhé. Một anh chị tên Zoom PC thì có câu hỏi uh, không. Đây à. Anh chị tên Zoom PC ạ. À? Anh chị có cái câu hỏi về chi uh, cải cách tiền lương ở 468. Thì uh, đối với phần chi cả cái tiền lương này thì mình cũng thấy là khi hạch toán ấy thì mình hạch toán vào tài khoản chi phí là 611 nhưng mà mình không có hạch toán vào phát sinh của 511 nên là chắc chắn là trên bảng cân đối số phát sinh uh, tài khoản 511 sẽ ít hơn tài khoản 611 đúng bằng cái số anh chị chi lương từ cái cách tiền lương nhé Như vậy là đúng ạ. Đây là mình hạch toán theo thông tư 107 ạ. Vậy anh chị uh, đã bút toán đúng theo thông tư 107 anh chị uh, không cần chỉnh sửa gì và anh chị có thể ghi lại để sau này ví dụ như cần giải thích số liệu chẳng hạn điều đó anh chị sẽ giải thích theo cái số liệu đó nhé em sẽ gửi lại cái nội dung buổi ngày hôm nay để các anh chị tiện theo dõi nhé Dạ à, vâng ạ, em đã uh, thấy là các anh chị không còn câu hỏi gì thêm thì có một số anh chị có câu hỏi ở đây thì em cũng đưa lên để các anh chị tham khảo nhé. Một số các cái nội dung mà chắc là nhiều anh chị cũng gặp phải đó là cái phần uh, hạch toán ủy quyền điện nước ấy, thì em cũng có gửi hướng dẫn ở đây rồi anh chị có thể tích vào link nhé. Số các câu hỏi của chị ở Nam Trà My phòng Nội vụ này, nghiệp vụ này thì cũng khá nhiều đơn vị nếu như phát sinh nguồn 14 sẽ gặp thì lúc đó thì các anh chị cũng lưu ý giúp em nhé. Cách theo dõi phần mềm. Em theo dõi được theo hai nguồn nhưng vấn đề là ừ, đầu ra là cái báo cáo của mình ý, thì nó còn sẽ phải phụ thuộc vào cái đơn vị của mình uh, khi mà mình uh, uh, nộp báo cáo nữa đấy nên là mình cũng phải nắm được cả cái phần đầu ra báo cáo của mình nữa để bên em cũng có những cái phần hướng dẫn cho anh chị hợp lý nhất và phù hợp nhất cho đơn vị mình để số liệu của mình lên chính xác đúng không ạ? thì uh, hiện nay thì em không nhận thêm bất kỳ câu hỏi nào của anh chị nữa thì em cũng xin phép sẽ kết thúc buổi zoom sáng hôm nay ở đây thì anh chị cũng đừng quên là thứ sáu thứ sáu là ngày mùng 1 tháng 12 thì bên em sẽ tiếp tục có những cái nội dung về hướng dẫn báo cáo đối chiếu để hỗ trợ các anh chị nhé để uh, giúp các anh chị uh, thời điểm cuối năm này rồi thì uh, báo cáo sẽ nộp cho đối chiếu cho kho bạc đúng này sau này để mình còn hoàn thiện cái số liệu ở trên bảng cân đối số phát sinh nữa đúng không ạ rồi báo cáo tài chính em xin phép được kết thúc buổi zoom sáng ngày hôm nay ở đây nhé. Có những cái vướng mắc gì thì anh chị có thể tham gia những buổi zoom tiếp theo để tiếp tục trao đổi bên em để mình tiếp tục xử lý số liệu ở trên phần mềm của đơn vị mình ạ. Cảm ơn chị Trang sáng ngày hôm nay đã cùng em hỗ trợ các anh chị ở trong khung cửa sổ trò chuyện nhé. Em xin phép được kết thúc buổi zoom sáng ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi zoom thứ sáu trong tuần này cũng như những buổi zoom tiếp theo ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.